안녕하세요. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Nấu Ăn Express với Cathy Hà hôm nay. Thì Cathy có một chương trình rất là đặc biệt cho quý vị xem, không phải là phim Hàn Quốc. Nhưng mà Cathy muốn nói đến những cái món ăn mà của Hàn Quốc mà chúng ta đã rất là thích ăn chung với cơm. Thì như quý vị đã thấy, thường thường mình đi ăn ở ngoài tiệm hàng thì mình thấy là những cái kêu là banchan, là side dishes, những cái mà dưa mà ăn chung với cơm rất là hấp dẫn, rất là mát mẻ cho cơ thể và cũng khá dễ làm. Hôm nay thì Cathy sẽ làm những cái món kim chi ăn liền. Kim chi nhanh là tại vì mình vừa làm xong thì mình có thể để lên bàn là được thưởng thức. Giống như quý vị đã thấy ở trên bàn đây thì là nói đến kim chi thì người ta sẽ xài là cải, mà mình thấy đây là cải napa ở bên trong là đặng cho nó ngon, đặng cho nó ngọt, giòn, ăn liền không quá nồng. Đó là cải đây. Xong kế bên này thì chúng ta sẽ thấy là một củ cải trắng của Korean napa to như thế này, mình sẽ làm kim chi luôn. Xong rồi đây là dưa leo mà ít hột. Nó kêu là Persian dưa leo, ở chợ Việt Nam chúng ta đã bán rất là nhiều nên Cathy sẽ có đây để một hồi nữa mình làm luôn. Tí xíu đây là ớt, ớt này nói là ớt ngọt sweet pepper ở ngoài chợ Hàn Quốc của chúng ta có, thấy nó rất là đẹp và một hồi nữa mình sẽ xài luôn. Là cái ớt đó cũng giống như tỏi, hành, hành lá và tí xíu hẹ. Hẹ đây quý vị thấy ô sao mà nó nhỏ như thế. Cái này là kêu là hẹ Hàn Quốc, Cathy thấy rất là ngộ, giống như là hẹ người Việt chúng ta nhưng mà nó rất là thon nhỏ giống như là cái tăm vậy đó. Thì nó xong rồi kế bên đây có tí xíu là lá tí tô, cũng giống như đây là tí xíu giá, một hồi nữa chúng ta sẽ làm luôn, là một cái dưa giá. Kế bên đây là tí xíu, đây là mực, mực đây là đã làm rồi, một hồi nữa chúng ta sẽ làm ra nữa đặng cho nó có màu đỏ cay cay ngọt ngọt. Đó là mực. Kế bên đây chúng ta thấy bốn chén gia vị, gia vị mà rất là quan trọng cho hôm nay. Thì mình thấy đây là màu đỏ rực rỡ, cam đỏ như thế này, đó là ớt bột. Mà ớt bột này Cathy đã mua ở chợ hàng, nó kêu là hot pepper powder. Đó là như thế. Kế bên đây là đường, đây là muối tự nhiên, là sea salt. Mình thấy đây nó rất là ngộ ngộ, là nó không có nặng nề, nó rất là nó to to. Đó, đây là muối và đây là mè đã rang rồi. Nói đến cơm thì Cathy muốn làm cơm nó đặc biệt hơn một tí, là chúng ta sẽ làm cơm xong rồi sẽ xài những cái là miếng rau biển. Thường thường cái rong biển này đã làm xong rồi và nó cũng rất là bổ cho cơ thể nên người ta hay mua cái này cho trẻ em, thay vì ăn chip thì ăn rong biển này đặng cho nó khỏe cơ thể. Đó là rong biển. Và kế bên đây một tí nữa mình nói, ô cái này là cái gì đây? Đi chợ thì có rất là nhiều món ăn rất là hấp dẫn nên Cathy nói, ô bữa nay mình ăn cơm thì mình muốn làm cái gì cho đặc biệt cho cơm, thì là cơm hôm nay chúng ta sẽ để vào cái này là tàu hũ, mà giống như là vỏ tàu hũ đó. Và cái tàu hũ hôm nay, cái vỏ tàu hũ này thì gia vị nó trong đây nó đã ngọt ngọt chua chua rồi. Ok, và nói tiếp đến gia vị thì ở đây Cathy muốn trình bày. Cái này chắc quý vị thấy rồi, đây là giấm, giấm của apple, của trái táo, đó là giấm. Kế bên đây là tí xíu là nước đường làm rồi, đây là trứng cút chúng ta sẽ ăn với cơm đặc biệt. Đó thì phải có dầu mè, đây là dầu mè. Và cũng luôn đây là nói đến ớt thì chúng ta sẽ xài một tí xíu là tương ớt của Hàn Quốc. Ok, thì để bắt đầu mình làm cái đầu tiên thì Cathy sẽ lấy đây là cái củ cải trắng, xong rồi mình bắt đầu mình
mình bào nó cũng giống như là mình sẽ làm những cái rau cải trước nha. Đây Cathy có một cái này đây, mà mình nhớ là xài cái loại mà nó kêu là Korean radish, nó tròn hơn, nó đặc hơn và nó ngọt hơn. Thường thường mình hay thấy là củ cải trắng của chúng ta nó loại dài hơn. Sau đây thì chúng ta phải xài một cái đồ bào. Cái đồ bào này để cho nó nhanh và dễ làm. Mà bào hết. Đây. Cái củ cải hồi nãy là khoảng chừng một gần dưới 2 pound. Đó. Nó rất là, mình thấy nè, nó rất là nhiều nước. Nó đặc ở trong nữa. Rồi cái phần nào mà nó hơi dài dài thì Cathy lấy đây cắt ra phân nửa, khoảng chừng là 3-4 inch ha. Rồi đây. Sau đây thì chúng ta sẽ lấy tỏi và để vô đây. Mình sẽ làm theo từng món. Tỏi. Hai tép to ha. Wow. Đó, tỏi bầm của hai cái tép tỏi. Xong rồi kế tiếp thì là Cathy sẽ sắc ớt. Và cái ớt này đó là nhớ là không phải cái loại mà jalapeno nha. Cái này thì nó kêu là cái loại mà ngọt. Nên nó không có quá cay, nó thơm. Nó giòn mà không cay. Cay một, nó the một tí thiếu thôi. Xong rồi Cathy lấy đây là mình sắc chiều dài dài như thế này. Mình nhớ lấy bên trong ra một tí đây. Khoảng chừng một trái màu xanh đây. Rồi rửa tay một tí. Sau đây thì chúng ta cắt một tí xíu hành nha. Một tí xíu. Và chúng ta sẽ cắt chiều dài. Mỏng mỏng chiều dài như thế này. Xong rồi mình tách nó ra từ miếng như thế này. Không có quá nhiều, khoảng chừng một nhúm tay. Okay. Sau đây thì chúng ta sẽ để những cái gia vị đặng cho nó thấm vào cái củ cải trắng ha. Trước hết thì đây là mình sẽ xài là nửa muỗng cà phê mà muối đây đó. Xong rồi đến cái phần đỏ đây, cái bột ớt đỏ thì chúng ta sẽ xài một muỗng cà phê như thế này. Một muỗng rưỡi nè, một ha. Xong rồi phân nửa này thôi, đỏ. Đây là nửa muỗng canh đường. Thì để lên một tí xíu đây này. Đây cũng là nửa muỗng canh. Đây là mè trắng. Nhưng mà trước khi trộn á, cho đều á, thì mình hay xài tay. Nhưng mà cái tỏi với cái ớt rồi hành nó hơi nồng, nhiều khi nó cay nữa, nên Cathy sẽ xài cái bao tay như thế này. Thì là mình phải coi chừng. Mình làm cái này trước ha. Cho hai muỗng giấm nha, chua chua. Trộn lên. Xong rồi mình có thể mình thử mình muốn là nó chua chua hay là ngọt ngọt. Thế này nha, mình nhớ nha, là một muỗng canh ớt, hai muỗng canh đường, hai muỗng canh giấm, hai muỗng cà phê muối và một muỗng canh mè để trộn vào. Xong rồi sau đó thì chúng ta có thể thêm bớt tùy theo mình. Nghĩa là lúc mà mình trộn như thế này xong á, là mình có thể để vào dĩa, mình đem lên bàn ăn cơm được liền. Nhưng mà trong thời gian đó mình cứ để đó, nếu mà còn dư để vào hũ. Mà để vào hũ vô tủ lạnh, xong rồi ngày sau ăn cũng được, nghĩa là sau một tuần ăn cũng, nếu mà còn, vẫn còn ăn được. Nếu mà để quá lâu thì nó quá chua, tại vì trong đó thì chúng ta đã có giấm đó. Nhưng mà Cathy nghĩ cái này nó sẽ ngon, nên 1-2 ngày là sẽ sạch hết. Ok, rồi để đó ha. Thực ra lúc mà mình để tí xíu muối và đường như thế đó, thì là cái củ cải nó ra thêm nước nữa. Nên mình cứ để đó, xong rồi hồi nó rút lên thêm, không có sao. Cái món thứ hai là kim chi cải napa. Cải napa đây là khoảng chừng 1 pound.
chúng ta sẽ cắt nó nhỏ nhỏ ra nha. Cái phần ở dưới này thì không xài. Mình thấy ở trong nên nó rất là non nè. Kim chi ăn liền đây. Cái này thì to, mình xé ra một tí nữa. Mình thấy cái cải này là rất là dễ ăn, nó không có quá nồng. Kế tiếp cho những cái màu đẹp đẹp cho cái cải kim chi của chúng ta thì là đây, chúng ta sẽ xài luôn 3 tép tỏi, tại cái này nó có nhiều nhiều đó. Ớt xanh, hành, hành trắng, củ cải đỏ. Và đây mình sẽ xài một tí xíu đây hẹ cho màu xanh cho đẹp nữa nè. Đó. Thì mình bào tí xíu củ cải đỏ đây. Như là đồ chua vậy. Một củ nho nhỏ đây. Để mình coi nha. Thì sẽ lấy cái nào mà nó dài, mình cắt ra làm hai. Củ cải đỏ. Sau đây là cái phần hẹ. Hẹ tí hon này. Hẹ tí hon màu xanh. Xong rồi, đây là hành trắng. Chúng ta sẽ cũng cắt chiều dài dài như thế này đây. Mình xé ra như thế này. Mình có màu trắng nè, màu vàng vàng của cải nè, màu cam, màu xanh. À, cho nó nồng nàn, không quá cay hả. Mình cũng cắt ra chiều dài dài luôn nha. Mình xài hai trái ớt. Mình lấy hột ra. Mình cũng cắt dài dài như thế này. Rồi, ớt xanh đây. Kế tiếp là phần tỏi. Chúng ta sẽ xài 4 cái tép. Tỏi nhỏ đây cũng bằng miếng ra. Và cái năm những cái gia vị mình thấy cũng tựa tựa giống như nhau, như vậy là dễ nhớ, dễ lượng nữa. Rồi, tỏi ra xong, cũng không cần quá nhuyễn. Và sau đây là tí xíu hành lá, chúng ta sẽ xài hai cọng hành lá nha. Mình sẽ xài cái phần trắng và xanh luôn, mỏng mỏng. Hành, tỏi, hẹ, ớt. Một hồi nó sẽ xìu xuống. Bây giờ đến phần để những cái gia vị đang cho nó thấm cái kim chi nhanh của chúng ta. Thì là cái này đây là muối nè, mình để đây. Là Kha Phi xài hai muỗng canh muối như thế này. Hai muỗng canh muối nha. Hai muỗng canh đường. Xong rồi đây, hai muỗng canh ớt bột. Rồi 3 muỗng canh là ớt. Xong rồi, cuối cùng là 3 muỗng canh luôn. Đây là mè. Bây giờ mình để giấm nè. Giấm này thì chúng ta sẽ xài 4 muỗng canh. Ta sẽ xài 2 muỗng canh dầu mè nha. 1 2. Rồi bây giờ mình nhớ phải có ớt thì mình lấy luôn là bao tay. Bây giờ mình trộn lên tất cả. Nên lúc làm cái này mình nhớ để trong cái tô cho to to, đặng mình có chỗ đặng trộn nó dễ dàng. Giống như quý vị thấy trong phim, thường thường mấy người mẹ ở dưới quê làm kim chi ủ trong cái lu cả tháng hoặc là năm, Kha thì không biết, tùy theo người ta làm, nhưng mà để rất là lâu, mình đợi mà sao mà lâu quá. Nên hôm nay Kha thì nói nấu ăn express của chúng ta đặc biệt là phải làm vừa ăn xong, vừa làm xong đem lên bàn là mình được
được ăn liền. Bây giờ thì để Cathy thay đổi không khí là mình sẽ làm một món mà không có cay, nghĩa là không có ớt trong đó. Đó là mình muốn nói đến là cái dưa giá. Dưa giá này thì là mình rửa sạch nha, xong rồi mình để nước vào, xong xài microwave cho nhanh. Mình phải luộc lên một tí cho nó chín. Thôi để mình bắt đầu nha. Giá đây hồi nãy Cathy đã rửa sạch rồi, bây giờ mình để đây. Bây giờ để vô microwave 5 phút cao độ đặng cho nó chín cái giá. Rồi. Đó. Trứng cút ra. Trứng cút này Cathy mua đây cho nó dễ, nhiều khi không cần luộc. Rồi đây, mình nhớ rửa lại nha. Rồi thì lúc mà mình lấy cái này ra thì Cathy muốn cái trứng cút này cho nó ấm, cho nó nóng thì có thể để vào. Cái đây là nồi cơm, Cathy đã nấu cơm rồi nhưng mà nó còn nóng đó. Cathy sẽ để trứng cút vô đây đặng cho nó nóng thêm một tí. Wow, microwave đã xong. Bây giờ mình lấy cái giá ra. Cathy muốn làm cái này cho nó chín vừa. Mình nhớ đổ ra đây liền. Bây giờ mình để nước lạnh, mình xả nước lạnh đây. Mình thấy cái trong trong nhưng mà vẫn còn giòn. Đó. Xong rồi mình vắt ra một tí nha. Mình chắc ra nước như thế này một tí. Giá thì dĩ nhiên có rất là nhiều nước, nên lúc mà mình ăn giá thì người ta nói là sẽ làm cho cơ thể mình mát hơn. Trước hết thì sẽ xài, đây là một muỗng canh dầu mè. Chúng ta sẽ xài một tí xíu muối thôi ha. Cathy sẽ lấy đây là hai nhóm muối như thế này, và cũng tí xíu đường, hai miếng đường như thế. Rồi mình trộn lên đều như thế này đây. Mình có thể để tí xíu mè đây. Món thứ số 4 đó là phần dưa leo, mà nhất là mùa hè dưa leo rất là ngon. Ngoài chợ Việt Nam chúng ta thì thấy đây, 4 trái tương đối là nho nhỏ. Rồi cũng xài luôn là cái đồ bào cho nhanh. Mình muốn xài cái giày đó. Đọc cái chừng này thì phải làm như thế này. Thì sẽ làm tiếp nha, cẩn thận. Mình rửa sạch rồi nên không cần phải là bóc vỏ, mình để luôn ăn cho bổ. Mấy cái miếng dài đây này, đó mình sẽ cắt ra làm đôi nha. Nhất là cái mùa nào mà có dưa leo ngon như thế này, cái món này rất là tuyệt vời cho những cái bữa ăn cơm. Và cho cái này đặc biệt á, thì là đây là những cái lá tí tô. Lá tí tô thì người Việt mình ăn cũng rất nhiều, và người Hàn Quốc thì họ thích ăn cái loại kêu là lá mè đó. Nó không có tím đỏ như thế này, nó xanh hơn. Nhưng mà Cathy lại rất là thích lá tí tô. Mình có thể cắt vào và mình để chung với cái dưa leo chua, đặng cho cái gia vị nó mùi rất là thơm. Mình cuộn lại, mình cắt ra dài dài nè. Cho nó thơm. Rồi để đây ha. Và cũng luôn để vài cọng hẹ cho nó thơm nè. Mình cũng cắt nhỏ nhỏ khoảng chừng 2 inches. Thế này đây. Và tỏi nữa. Rồi, cho tỏi nha. Đây, tỏi đã xong. Một muỗng canh muối. Hai muỗng đường. Tại cái này là mình muốn nó chua chua ngọt nè. Hai muỗng đường nè. Hai muỗng canh đường nè. Một muỗng ớt như thế đó. Một cái mè. Và sau đây là phần giấm. Cái giấm mà trái apple này đó thì nó đỡ hăng hơn là cái giấm mà mình mua, cái giấm trắng. Xong sau đây là cái dầu mè. Mình phải có
2 muỗng dầu mè cho thơm. Đeo bao tải. Ok. Dưa leo kim chi nhanh. Đó. Thôi bây giờ đến cái số 5. À ha ha. Số 5 là phải vô bếp. Vô bếp một tí xíu là tại vì mình sẽ làm cái khô mực này cho cay ngọt. Let's go. Ok, mình nhớ xài cái nồi mà không bị dính nha. Cho nó nóng nóng, để tí xíu dầu thôi. Để cho nó không bị dính đây. Rồi mình để khoảng chừng một muỗng canh dầu. Đây ha. Xong rồi, cho một muỗng canh. Đây là ớt mà tương của Hàn Quốc đây. Trong đây cũng có khá nhiều gia vị nhưng có màu đỏ đây. Đó, mình để một muỗng canh cho nó hấp dẫn nè. Thì để luôn đây là một muỗng canh đường nha. Đường trắng như thế này. Đó. Muỗng cà phê. Ớt bột. Thêm nữa. Bữa nay là không cay là không được ăn. Rồi vét đây cho hết đây. Mình để lửa medium high thôi nha, đừng có quá high. Xong mình xào đây một tí cho nó tan ra. Nó đều với cái ớt nè. Xong mình để vào luôn. Đây là mực, khô mực. Bây giờ mình bớt lửa medium low. Bây giờ mình chỉ cần là mình trộn lên để cho cái khô mực này nó dính cái màu đỏ của ớt. Giờ mình có thể tắt lửa luôn, vẫn cứ để lên lò đây tại vì cái chảo còn nóng đó. Nó tan ra và hòa với cái bột ớt. Oh yeah. Giờ đây là cái mực đây, hồi nãy đây Cathy muốn để ra cái dĩa. Woo. Thế rắc mè lên như thế này. Đó. Xong rồi. Đó, Cathy sẽ để ra cái tô cũng ngộ ngộ đây. Là miếng kim chi. Kim chi express của chúng ta mình thấy đây. Đậm đà. Nghĩa là nhìn vào là mình muốn ăn liền. Đó. Bây giờ chỉ cần là mình thưởng thức ngon cái miệng là tuyệt vời. Oh wow. Đây là mấy cây dưa leo. Để vào cái dĩa dài dài như thế này đây. Kế bên đây là chúng ta sẽ để cái củ cải trắng. Đây. Cái màu cam rất là dịu dàng. Đó. Và mình nhớ lấy mấy cái ớt, cọng ớt xanh xanh để lên trên cho thấy nó hấp dẫn thêm một tí nữa. Và cuối cùng đây. Đây là giá. Và cũng đừng quên là mình sẽ rắc lên mè ha. Mè lên trên giá. Cũng như tí xíu mè lên trên củ cải trắng, lên trên kim chi của chúng ta đây. Thôi bây giờ đến phần cơm cũng rất là quan trọng để chúng ta ăn dằn bụng, chứ mà mình ăn không cái này không có cơm thì nó thấy thiếu thiếu cái vỏ tàu hũ đây. Đó, có những cái gia vị rằng để vào cơm, chẳng hạn cái này đó thì là cắt ra. Thế mình thấy cái tàu hũ nè. Xong rồi mình dỡ nó ra, cái này giống như là cái vỏ vậy đó. Xong mình để cơm vào trong. Nhưng mà kế đó thì là mình phải lấy cơm ra. Cathy sẽ để vào tí xíu cơm trong đây. Rồi mình trộn vào. Đó là cái phần mà gia vị đặc biệt nè. Cơm. Và vài cái trứng cút đây, nó rất là nóng. Cái này đây. Đó, trong đây là mình thấy lầy lầy là mè nè. Những cái
đồ khô mè trắng mè đen. Trộn nó lên như thế này, mình thấy màu rất là ngộ ha. Cái này làm cho nó đặc biệt một tí, vui vui. Hôm nay Cathy xài cơm á, là cơm của hàng, loại hàng luôn. Đó là tại vì cái hạt gạo đó nó tròn và nó ngắn hơn là cái gạo Thái Lan chúng ta hay ăn ở nhà. Đó, 8, Cathy có 8 cái. Mình tách ra cái túi này đây. Xong rồi, mình sẽ để cơm vào đây, như thế này. Và dung dung nó lên. Đó. Và cái nữa là Cathy sẽ làm đó, thì là sẽ để vào tí xíu cơm, xong rồi mà cái trứng luôn. Trứng cút này là mình cố gắng lấy cái nào mà thon thon, đừng có quá to, tại nếu mà quá kho thì mình để không có vừa đó. Cái này thì cũng tương đối là vừa đây. Mình thấy nó cũng ngộ ngộ nè. Xong rồi cái cuối cùng, đó, nghĩa là cái món cơm của chúng ta sẽ có hai loại, một cái thì với cái tàu hũ. Và cái thứ nhì đây á, thì đây là cái mà mình nói là rong biển ăn chơi. Nên Cathy sẽ lấy cái này và sẽ để cơm vào chính giữa. Hồi nãy đây có tí xíu cơm, mình cơm trắng cũng được, hoặc là cơm, mình thấy đây là cơm hồi nãy mình có để seasoning vào đó rồi đó. Có mè đó. Mình có thể cuộn tròn như thế này. Nhưng Cathy sẽ để xuống đây cho quý vị xem. Càng làm cái cơm Cathy để càng to. Không có sao. Đó. Nó giòn giòn như thế này. Trước khi thưởng thức, để Cathy uống một tí xíu nước đá chanh. Bây giờ thì mình sẽ được thưởng thức những cái món mà kêu là kimchi, cay cay, chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm, giòn giòn. Ok, thì hôm nay thì chúng ta sẽ có 5 món. Nhưng mà trong đó thì sẽ có thêm 2 món, đó là cơm. Thì sẽ lấy đây là miếng cơm trước nha. Cái miếng cơm này với là rong biển đây. Và miếng cơm này đó thì với tàu hũ và một cái trứng. Trước hết rất là thích, đó là kimchi ăn liền với tí xíu mè, tí xíu hẹ, cà rốt. Xong rồi Cathy sẽ lấy đây luôn là tí xíu đây là dưa leo, kimchi dưa leo chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm. Cũng giống như đây thì để tí xíu, đây là giá mè này thì là không có cay. Kéo cắt một tí xíu. Đây là mực ha, khô mực mà cay cay, ngọt ngọt của chúng ta. Và đây luôn là tí xíu củ cải trắng giòn giòn, cũng cay luôn. Cái gì sao cũng cay hết. Mình ăn tí xíu này kim chi trước nha. Đặng nếu quá cay thì mình được uống nước. Thôi mình ăn tí xíu cơm nha. Mình cắn tí xíu cơm cho nó đỡ cay. Tí xíu củ cải trắng đây. Củ cải trắng của chúng ta thì đỡ cay hơn cái kim chi. Đây là miếng khô mực đây. Mình ăn tí xíu miếng cơm nha. Miếng cơm kỳ này thì mình sẽ ăn với một cái trứng cút nè. Kasamhamita. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình Nấu Ăn Express với Cathy Hà hôm nay. Cathy rất là thích những cái món nào lạ lạ như quý vị đã thấy hôm nay. Một tí xíu pha vào Việt Nam cũng giống như là Hàn Quốc. Bye bye, hẹn gặp kỳ sau. Thank you for watching.